Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là tàu nhanh công nghệ cùng với Liami. Vào rạng sáng ngày hôm nay thì AMD đã chính thức cho ra mắt những chiếc APU Ryzen 5000G của mình. Và ở thế hệ lần này thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng socket ARM4 và từ đó mà có thể tương thích với tất cả các mainboard của AMD ở thời điểm hiện tại trên thị trường. Với tên gọi lần này là Sejane, thế nên là các APU sẽ được sử dụng kiến trúc Zen 3 có cái hiệu năng tốt hơn nhiều so với kiến trúc Zen 2 ở thời điểm hiện tại, như là những chiếc Ryzen 4650G hay là 4750G. Nhưng hơi đáng buồn là cả onboard thì vẫn dùng kiến trúc Vega chứ không phải là Navi. Mặc dù Vega thì vẫn cho chúng ta hiệu năng gaming ổn khi mà đủ chơi các tựa game đỉnh cao AAA ở thiết lập phù hợp, chứ không phải là dạng cưỡi ngựa xem hoa như độ Intel. Chi tiết các mã lần này ra mắt, AMD liệt kê 6 mã với số nhân CPU cũng như là GPU khác nhau. Chúng ta có 3 phiên bản thông thường và 3 phiên bản tiết kiệm điện. Phiên bản thông thường thì sẽ bao gồm có Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G và Ryzen 3 5300G. Cả 3 mẫu này đều có TDP 65W và mức súng khá cao, do đó mà cũng cần phải tản nhiệt tốt hơn. Với các mẫu tiết kiệm điện thì chúng ta sẽ có thêm hậu tố E, bao gồm là 5700GE, 5600GE và 5300GE, sẽ chỉ có TDP ở mức là 35W, do đó mà mức súng cũng kém hơn so với các bản thông thường. Và để phô trương sức mạnh của APU thế hệ mới này thì AMD cũng đã làm vài slide so sánh trực tiếp với đối thủ của mình là những chiếc CPU Core i của Intel. Cụ thể về mẫu 8 nhất là Ryzen 7 5700G, hiệu năng so sánh trực tiếp với Core i7 10700 là hoàn toàn áp đảo khi mà vượt tới 38% ở hạng mục ứng dụng sáng tạo, 35% ở các ứng dụng làm việc và tới 80% ở hiệu năng tính toán. Tương tự thì các mẫu Ryzen 5 5600G, Ryzen 3 5300G cũng được so sánh trực tiếp với Core i5 10600 và Core i3 10300. Kết quả thì cũng tương tự như trên khi mà AMD hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên là hơi đáng tiếc khi mà AMD không so sánh hiệu năng của GPU Vega tích hợp với các GPU XLB thế hệ mới của Intel, được cho là mạnh hơn rất nhiều so với thế hệ UHD cũ. Hay là vậy, mạnh là vậy, có lẽ chúng ta gần tưởng chừng như đây là cái phương án hoàn hảo nhất để có thể chờ đợi trong thời gian khi mà giá card có thể quay trở lại mức bình thường như ban đầu. Thế nhưng mà tuy nhiên một tin đáng buồn đến từ nhà AMD, đó chính là họ sẽ chỉ bán những APU này cho các đơn vị OEM, tức là các nhà sản xuất máy bộ như là Dell, này, Lenovo, HP mà thôi. Tuy nhiên thì theo Guru Bade, có thể là AMD sẽ đem những chiếc CPU này phân phối tới các kênh bán lẻ vào tầm khoảng cuối năm nay. Tức là gamer chúng ta ít nhất là cũng sẽ phải chịu cơn vật vã game trong một khoảng thời gian dài nữa mà không có gì chống cháy. Tàu nhanh công nghệ ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Những thông tin hot hit gì về game, về công nghệ sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật vào những số tiếp theo. Và các bạn thì hãy nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.